Minh Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo về và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Minh Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trước khi đọc báo thì chúng tôi mới nhớ là hôm lần trước đó, chương trình lần trước anh Khôi nhớ nói về cái tour chánh án số 1 của nước Mỹ đó anh. Đúng rồi. Hồi thế kỷ thứ 18, năm 1791, thì có một cái tour chánh án nữa, còn tôi không nhớ là số 2 hay số 3. Mà mình đọc mình cũng thấy xót xa cho đất nước của mình. Trong đó người ta quy định như thế này là trong thời bình thì không cho phép bất cứ một lực lượng quân đội nào mà được quyền vô nhà dân mà không có sự cho phép của người dân. Trong thời kỳ chiến tranh cũng vậy, trong thời kỳ chiến tranh thì ngoại trừ có những cái sắc lệnh của chính phủ, ví dụ đó là cái việc mà nó khẩn cấp. Yep. Thì khi đọc tới đó thì chúng tôi thấy chạnh lòng là đất nước của mình trong thời bình, gần nửa thế kỷ thống nhất đất nước, và coi như là cả gần một thế kỷ đời ta có đảng, mà cho đến bây giờ nhà của dân, chúng tôi nhớ là cái vụ mà ở Đồng Tâm đó, anh Cô Lê Minh Kình đó phải không? Cô Lê Minh Kình, Cô Lê Minh Kình đó, quý vị thấy kinh khủng không? Một đảng viên năm mươi mấy tuổi đảng, thế mà rồi công an, bộ đội, dân phòng, là tất cả như là tấn công vô nhà của người ta để mà lấy đất của người ta, mà đó là cán bộ đảng viên, mà mình là ở thế kỷ thứ 21. Trong khi đó cái tù chánh án của người ta là hồi thế kỷ thứ 18, mà người ta đã xem trọng cái chuyện mà tài sản của người dân. Cho nên điều đó cũng chúng ta thấy nó rất là rõ ràng, chính vì những yếu tố đó người ta mới xây dựng một cái đất nước như thế này. Giờ mình cứ vỗ ngực xin tên, như hôm trước là ông Tô Lâm cứ nhắc đi nhắc lại là vì hạnh phúc nhân dân, tất cả các thứ, cái gì cũng là lo cho người dân cả. Mà thưa quý vị, cái vụ mà ông Lê Đình Kình là cái vụ tôi thấy nó rất là xót xa cho những người đã đi theo đảng, đi theo đảng Cộng sản. Dạ. Mấy mấy tuổi cuối cùng thì ông bị giết, rồi đất đai nhà cửa bị người ta tràn vô, rồi người thân bắt tù tội, tất cả các thứ. Tất cả những điều đó để chúng ta thấy rằng là có thể người ta quy chụp cho người ta bảo là ông Lê Đình Kình với là gia đình ông là những người mà chống đối lại nhà nước. Yeah. Nhưng mà quý vị, còn người Cộng sản người ta kêu là hòa hợp, hòa giải dân tộc. Và hôm trước trong cái bài báo 94 năm của Mặt trận Tổ quốc đó, thì người ta nói là Mặt trận Tổ quốc đã tạo sự đoàn kết cho nhân dân ở trong nước và ngay cả nước ngoài nữa. Mà thưa quý vị, một cái thành tựu to lớn như thế và dưới sự lãnh đạo của đảng, con thuyền cách mạng, thế mà cái vụ một đảng viên như gia đình Lê Đình Kình, đảng và nhà nước không hòa giải được mà đã xảy ra tới vụ phải giết chết người ta, thì đấy thưa quý vị, cái đó mà sao cái thành tích đó không thấy nhắc tới, chúng tôi cũng không hiểu. rồi bây giờ thì chú ơi, thôi bây giờ Hoàng Tú có tin vui cho anh này nha. Yeah. Tin vui cho anh và cho rất nhiều người quan tâm tới tình hình đất nước. Rồi, chúng hồi hộp nghe. Hai người kê khai tài sản không trung thực bị kỷ luật. Có hai người thôi anh. Dạ. Một chút của báo chúng tôi là rất là phấn khởi và hồ hởi và phấn khởi. Thanh tra chính phủ cho biết hai cán bộ bị phát hiện kê khai tài sản thu nhập không trung thực và bị kỷ luật khi cơ quan chức năng xác minh 3.214 trường hợp. Wow, anh thấy dễ sợ chưa? Cái phần trăm nó quá là nhỏ đi. 3.214 trường hợp mà chỉ có hai cán bộ bị phát hiện là kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Ừ. Tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết thông tin trên trong báo cáo thực hiện một số nghị quyết gửi đại biểu Quốc hội trước kỳ họp 8. Tổng số người thực hiện kê khai tài sản thu nhập trong kỳ báo cáo là 304.212. Theo ông Phong, trong năm qua thanh tra chính phủ đã có tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác kiểm soát tài sản thu nhập, tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập, toàn là những cái từ đào tạo bố lớn. Ngoài ngành thanh tra còn phát hiện và xử lý 30 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác hơn 12.000 người nhằm phòng chống tham nhũng, phòng ngừa tham nhũng. Quý vị, trở lại vấn đề thứ nhất á, là có hai người phát hiện, có hai người kê khai không trung thực, thì quý vị mà ngã cả một cái ngành thanh tra. Bây giờ chúng tôi chả cần thanh tra gì cả, bây giờ hỏi người dân ở trong xóm á. Bây giờ quý vị bất cứ địa phương nào, ở ấp, ở xã, ở huyện, thì người dân người ta cũng biết rồi,
ông làm cán bộ, ông làm lương ông bao nhiêu, mà ông đi xe, ông đi xe hơi nè, ông ở nhà không phải là nhà lầu, hồi xưa người ta nói nhà lầu là xoan rồi, ông ở biệt phủ, ở biệt phủ nha, còn ông thì ở nước ngoài, rồi có những căn nhà của cán bộ đảng viên mà xây toàn bằng gỗ quý, nhưng mà vậy mà người ta chỉ tìm ra được có hai người kê khai không trung thực thôi. tôi có một đề nghị nó rất là thực tế anh Hoàng Tuấn, để tiết kiệm ngân sách, chính phủ còn phải trả lương cho cán bộ làm cái công việc thanh tra, nó vừa gọi là không có hiệu quả mà nó làm mất uy tín của chế độ đi, là tại vì những người đó làm việc không có hiệu quả thì khi mà họ cần thanh tra họ chẳng kiếm được những người sai trái, mà ai cũng biết là cán bộ thì nó hư hỏng rất là nhiều, hầu như tất cả cán bộ đều hư hỏng, đều tham nhũng hối lộ cả. Thì tôi đề nghị là bây giờ thay vì cái lớp mà người làm cái công việc thanh tra đó cho nghỉ hết đi, mình mướn mấy cái em bé ở mà trên các em bé ở nhà quê đó, ở được các nhà quê thì mình cho các em chăn trâu, còn ở bên thành phố đây mình cho mấy em mà nó làm học sinh ấy, nó làm ngoài giờ, nó chừng được 7, 8 tuổi, 10 tuổi thôi, nó đến hết giờ học nó đi bắn bi rồi nó chạy chơi ngoài đường á, mướn mấy em đó nó làm công việc thay cho mấy ông thanh tra này, tôi bảo đảm nó còn hiệu quả hơn, nó còn biết ông cán bộ nào nhà bao nhiêu lương, bao nhiêu lãnh, bao nhiêu mà tại sao như thế này, tại sao như thế kia, bà lớn bà nhỏ làm sao, căn nhà số 1, căn nhà số 2, căn nhà số 3, căn nhà số 4 do ai đứng tên. Tôi bảo đảm với anh là mấy em chăn trâu và mấy em học sinh ngoài giờ đi làm nó còn làm việc hiệu quả hơn là mấy ông thanh tra này đấy anh Hoàng Tuấn, theo tôi nghĩ là như vậy. Thực tế là cái việc đó là áo thấy áo biết, còn biết đâu biết, thằng ai như vậy cũng không gì lớn. Và thưa với anh rằng là đảng và nhà nước của ta là cái gì cũng dựa vào nhân dân. Ngày xưa đó là trong thời kỳ chiến tranh là nhân dân là đã giúp cho đảng nhiều lắm, tức là tai mắt rồi bắt được kẻ địch kẻ gian và tất cả các thứ rồi nhân dân đóng góp vào công cuộc kháng chiến. Thì bây giờ trong cái việc thanh tra này chúng ta cũng, tại sao chúng ta không nhờ nhân dân giúp giùm mình? Dân làm gốc mà, tại vì lấy hạnh phúc của đời sống của dân làm căn bản, là như hôm trước ông ấy nói về mặt bằng Tổ quốc, thì bây giờ chúng ta nhờ nhân dân ở địa phương nào, nhờ nhân dân địa phương đó thì bảo đảm làm cái gì mà phải xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập, bốn giờ thì còn lại mới bố gì đâu mấy em ngay mặt báo đó chỉ ngay, mấy em số đó chỉ ngay cho biết là mấy cán bộ đó, nhà có mấy căn nhà và nhà chỗ này nó các em biết hết, tại vì cái chuyện nó là hiển hiện cái sự chân cháo của một chế độ, thì quý vị nó đến cái mức cùng cực, không còn biết cái thể diện, người ta không biết là cái sự gọi là ngay thẳng chân thật công bằng lên thế nào, người ta không còn biết cái đạo đức nó suy đồi đến cái độ mà người ta chân giáo, cái xã hội nó thối nát như vậy mà bây giờ và thanh tra mà đi thanh tra mấy ngàn cán bộ mà chỉ có khám phá được người. Ôi trời ơi, nhưng mà chỉ cần làm mà tôi họ cũng không nói rõ là hai cán bộ đó khai thiếu hay là khai gian hay khai sót bao nhiêu, lọt bao nhiêu, nhiều khi chỉ lọt ba cái vớ ba vẫn cái trùng vịt trùng gà thôi, còn những cái căn nhà lớn cái biệt phủ, những cái số tiền lớn, những cái tài khoản lớn ở trong ngân hàng hay là chuyển ra nước ngoài cho con cho cháu đi ăn đi học, họ không nói tới. Thưa quý vị, mà anh một thấy 1.000 người đó mà tìm ra được một người là 1/1000 đúng không? Và cái này tới 3.000 người mà tìm đã được có 2 người. Và còn cái đề chuyển đổi ngay cả những đất nước mà phát triển nhất trên thế giới, công bằng nhất thế giới cũng không có được cái tỷ số mà cán bộ mà ngay thẳng mà liêm chính như vậy. Rồi chuyển đổi vị trí công tác hơn 12.000 người nhằm phòng ngừa tham nhũng. Quý vị, cái vấn đề này chuyển đổi nó làm từ phòng này nó tham nhũng nó chuyển qua chỗ khác, có nhiều khi nó chuyển mà chức vụ nó còn cao hơn nữa. Rồi mời anh. Mà nó còn thông đồng nhau, anh đang ở vị trí này anh kiếm ăn ngon, bây giờ anh chuyển đổi anh qua vị trí khác cho tôi thì tôi sẽ chỉ cho anh cái cách hồi xưa tôi ở chỗ đó, đó tôi ăn cơ này đó, vì anh chỉ ngược lại cho tôi, bây giờ tôi đi tôi chỉ lại cho anh cái đường dây nó vẫn còn nguyên đó, được không anh? Làm mình làm được kiểu đó được không? Thì thưa với anh là ví dụ nó bên ngành kiểm lâm thì nó ăn gỗ, bây giờ nó chuyển qua bên giáo dục thì nó ăn giấy, nó chuyển qua y tế thì nó ăn thuốc.
nó chuyển bên nông nghiệp thì nó ăn thuốc trừ sâu phân bón, nó chỉ đổ món ăn thôi đó. Rồi vâng, thưa quý vị, đó cái chế độ bây giờ không, trước khi mà mời anh thì chúng tôi có một đoạn tiếp nhỉ, là việc quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ được tăng cường, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ hoặc nhiều dư luận về tham nhũng, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đó, ghê không, nó lại kinh khủng lắm, mà biết sao mà ngày nào tháng nào năm nào nó cũng có tham nhũng chuồn chịu thua. Rồi mời anh. Dạ, bây giờ chúng tôi có một bài báo là của báo và VN Express, trung tâm triển lãm 100 tỷ đồng thành nhà kho. Nhưng mình đang xài xa không? Mình dùng 100 tỷ đồng để mà xây một cái nhà trung tâm triển lãm thật là lớn. Sau khi hoàn thành xong, mình dùng cái trung tâm triển lãm đó mình làm nhà kho. Anh thấy có nước nào sang như mình không? Anh không thể làm sang như mình được. Quá sàng, quá sàng. Trung tâm hội triển lãm quốc tế Hải Phòng, cái này là trung tâm triển lãm quốc tế nha, chứ không phải hàng triển lãm cho Việt Nam đó nha. Được đầu tư 100 tỷ đồng từ ngân sách, tức là tiền của nhà nước, nhưng hoạt động kém hiệu quả và ngày càng xuống cấp. Hey, để cảm thấy nó mình không biết là mình dùng cái chữ nào thảm hại nào để nói về cái vấn đề mà quản trị đất nước, quản trị nhà nước của mấy ông cộng sản. Nằm ở đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng được xây dựng 47 hecta, trung tâm kết cấu bằng thép vĩnh cửu nha, mái thiết kế như cánh diều khổng lồ nên người dân gọi là nhà cánh diều. Những ngày mới khai trương thì nhà cánh diều trở thành điểm tham quan nổi tiếng, được in lên bìa vở viết học sinh. Mấy năm gần đây tòa nhà bắt đầu hư hỏng sau bão Yai ngày 7 tháng 9 năm 2004, thì mái nhà cánh diều bị bong chóc hết, thưa quý vị, vác hết. Đấy là thép vĩnh cửu đấy, nhiều bị đứt dây á, nhiều bị đứt dây. Thì anh Hoàng Tuấn nói ạ. À, không, ý tôi nói là nhiều bị đứt dây. Sao? Cả nói nhiều đứt dây hả? Nhiều đứt dây. Mặt bằng tầng 1 căn nhà cánh diều 10.000 mét vuông, tầng 2 5.000 mét vuông. Khoảng 10 năm gần đây, mỗi năm nhà cánh diều chỉ tổ chức được vài ba sự kiện lớn. Riêng năm 2023 không có khách hàng thuê tổ chức sự kiện, hội chợ do vị trí xa trung tâm, không có điều hòa tổng, tức là không có máy điều hòa. Vì thế, đơn vị quản lý đã tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có để cho thuê trong ảnh sân tầng 1 trở thành kho chứa hàng. Anh thấy mình đất nước mình, các cán bộ điều hành đất nước họ có nhiều sáng kiến không? Họ xây cái trung tâm rất là lớn, trung tâm triển lãm quốc tế để khách quốc tế đến. Bây giờ vì một lý do nào đó khách quốc tế không đến, không có khách đến. Rồi họ biến thành một cái trung tâm, thành cái nhà kho. Anh thấy hay không? Một trăm tỷ hả? 100 tỷ anh ạ, ngân sách nhà nước. Như vậy thì là và đọc cái bài này tôi thích là cái những cái ý kiến nhận xét của các bạn đọc này. Một sự lãng phí không thể chấp nhận được, đó là một người nói. Người thứ hai nói, nó thành nhà kho tức là nó chức năng và nhiệm vụ rồi đấy, nó có chức năng, có chức năng người ta đánh máy dài và nhiệm vụ rồi đấy. Ở Hà Nội ở đây có triển lãm liên tục nhưng chẳng có khách tham quan đến tìm hiểu, rất lãng phí. Những cái trung tâm mà người ta cứ vẽ ra với nhau, những cái dự án người ta cứ vẽ ra với nhau, người ta cứ nghĩ rằng là bây giờ đất nước mở cửa ra là cả thế giới người ta sẽ xuống vào, người ta coi xem mình triển lãm của mình có gì để triển lãm. Anh, mình mấy cái lân la, mình có mấy cái bộ đồ gỗ, mình có mấy cái gì để triển lãm, có gì không anh? Mấy cái xe VinFast không, mình có cái nón tay bèo lớn nhất thế giới anh. Rồi giờ không chúng có ta cái gì được mà trung tâm triển lãm làm gì? Thôi bây giờ để mình đi xem, để tôi đi xem cái nhà kho nó sao ha. Rồi chút xíu mình sẽ quay lại phần 2 của chương trình nha. Ok. Dạ vâng. Nhiều trăm năm qua, nấm chaga đã được người dân các xứ lạnh miền Bắc Cực sử dụng, giúp kích hoạt tế bào bạch huyết cầu, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống virus, chống nhiễm trùng, giúp ngăn ngừa các loại ung thư, chống lão hóa, giữ trí óc luôn minh mẫn, sáng suốt để phòng ngừa chứng đáng trí hay quên. Nấm chaga xuất xứ từ Canada do công ty Simply Natural điều chế tại Hoa Kỳ theo quy trình của FDA
thành các gói nhỏ, gọn, nhẹ, tiện lợi, dễ sử dụng. Khi dùng, chỉ cần bỏ gói nấm chaga vào nước sôi để chừng 2-3 phút. Nấm chaga Canada của Simply Natural được bán trên Amazon cũng như Đài Quê Hương. Mỗi hộp 15 gói giá chỉ có 10 đồng. Mua từ 10 hộp trở lên sẽ được free shipping. Đài Quê Hương địa chỉ 1580 Oakland Road, phòng C204, San Jose, California 95131. Điện thoại 408-645-5575, 408-645-5575 hoặc 408-859-2416. Dùng nấm chaga đều đặn mỗi ngày để phòng bệnh tật, tăng năng lượng, sống tráng kiện, minh mẫn, yêu đời. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại Đài Quê Hương giá 250 Mỹ Kim một hộp, 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho Đài Quê Hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình. Lúc nãy anh Khôi nói là tới 100 tỷ mà thành nhà kho. Thì bây giờ chúng tôi có cái bài báo trên báo Người Lao Động Online, vẫn là một cái công việc mà làm bao nhiêu năm nay, là cái đường cờ Tổ quốc ha. Đó. Khánh thành đường cờ Tổ quốc tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thì cái chuyện này nó đã bao nhiêu năm rồi ha. Và cái đường cờ Tổ quốc này đó, theo ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ba Láng cho biết, trên địa bàn có 3 đường cờ Tổ quốc, trong đó nổi bật là đường cờ Tổ quốc trên đường Nguyễn Hồng. Công trình có chiều dài 1.000m, tổng kinh phí xây dựng là hơn 80 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng tôi sống ở xứ Mỹ này, năm chúng tôi chưa thấy chỗ nào nó có cái đường cờ của Mỹ cả. Tôi chỉ có một vài nơi người ta treo lá cờ của tiểu bang và lá cờ của nước Mỹ. Còn trên đường tôi chưa thấy có cái đường cờ nào cả. Mà Việt Nam mình á, trong một cái phường thôi nha, mà có 3 đường cờ Tổ quốc mà tổng cộng kinh phí xây hơn 80 triệu đồng. Thưa quý vị, 80 triệu đồng này đó, chúng tôi nghĩ làm được rất nhiều việc cho những người nghèo. Và thưa quý vị, người ta lý luận như thế nào? Công trình đường cờ Tổ quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, người dân ở địa phương hiểu rõ ý nghĩa, giá trị thiêng liêng và tự hào hơn về cờ Tổ quốc. Chúng tôi nghĩ là bây giờ trong những nước khác đó, nó không có đường cờ Tổ quốc. Bên Nhật đó anh, tinh thần của người Nhật, tinh thần của người ta, tinh thần dân tộc của người ta là cả thế giới đều thán phục. Nó không có cái đường cờ nào cả. Vậy bây giờ chúng ta nhìn qua các nước phát triển, thì có đất nước nào nó có cái đường cờ để cho người dân người ta tự hào hay không? Và theo Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, báo Người Lao Động trao tặng 500 lá cờ để quận thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc, là một hoạt động thiết thực, góp phần tạo ra những hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ, tích cực
nhằm nâng cao lòng yêu nước và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc. Quý vị, bây giờ ở đất liền thì có đường cờ như thế. Quý vị nhớ là bao nhiêu năm người dân mình ra biển đó thì lúc nào cũng có được tặng cờ cả, rất là tự hào về tổ quốc, và những ngư dân là những cột mốc chủ quyền sống để xác định chủ quyền của đất nước. Và cuối cùng thì những cái cột chủ quyền sống này đó là 40 thằng tàu cộng nó đánh như là gãy tay gãy chân rồi chả ai nói năng gì cả. Chúng nó làm những cái việc, trong khi đó ở tất cả những cái nước trên thế giới khi người ta có những cái điều hay gì đẹp á, mình nên học hỏi. Cho tới giờ phút này quý vị, ở thế kỷ thứ 21 rồi, nó vẫn còn những cái hình thức nó vô bổ, mà xin lỗi quý vị, nó vô duyên và nó trân tráo nữa. Ví dụ như trong cái ngày lễ, đúng rồi, trong cái ngày lễ gì mấy ông bên đó, mấy bố bảo là 2/9 là ngày thống nhất đất nước rồi, ví dụ như trong cái ngày quốc khánh, phải là trong ngày lễ mừng đảng mừng quá gì đó thì treo cờ thì nghe nó còn hợp lý một chút xíu. Tự dưng ở một cái phường mà có 3 đường cờ tổ quốc mà nó tốn lên tới 80 triệu đồng. Quý vị, 80 triệu đồng để làm những việc khác. Mà nhất là để đảm bảo là để cái mục đích là để giáo dục cho quần chúng được nâng cao tự hào dân tộc. Nếu không có mấy cái đường cờ đấy chắc đất nước mình không có tự hào hay sao? Bây giờ thưa mấy anh là bày ra như thế, thì bây giờ là phải tốn công là phải giữ gìn, không để những lá cờ nó cũ, nó phai màu, nó rách này kia, không để cho cột cờ nó bị gãy. Anh thấy rõ ràng là nó rách việc không? Thưa quý vị, là chúng tôi ở xứ Mỹ này, ngay cả chỉ có những cái cơ quan công quyền thì người ta treo 2 lá cờ, một lá cờ của tiểu bang, một lá cờ của nước Mỹ, chứ còn không có cái chỗ nào. Bây giờ ở gần nhà của Hoàng Tuấn anh có một cái công, ta đang xây một cái trạm đường xe điện, không biết có nói chuyện đó, xe bot đó, thì nó gần 1 tỷ đồng mà người ta làm đó, là cho tới hôm nay người ta làm cũng được khá nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng chả thấy có một cái lá cờ nào cả, không có một cái lá cờ nào, không có một cái khẩu hiệu là công trình để mà chào mừng mà đón cái này cái kia phục vụ nhân dân cả mà người ta làm được việc. Anh nhìn chí thì nếu mình đã có cái kỷ lục thế giới, có cái nón tai bèo lớn nhất thế giới với kỷ lục thế giới đó, thì mai mốt mình sẽ có cái kỷ lục thế giới khác là cái lá cờ lớn nhất thế giới, được không ấy? Mình Việt Nam mình thích kỷ lục 80 triệu anh. Rồi bây giờ dạ, tôi có bài báo trên báo Tuổi Trẻ này, chữ quốc ngữ khiến người Việt bị đứt gãy về văn hóa. Một câu hỏi được đưa ra từ lâu trong giới nghiên cứu nhưng không dễ trả lời, đó là sự thay đổi chữ viết tạo ra sự đứt gãy về văn hóa truyền thống trong dân tộc ta. Câu hỏi này một lần nữa được đặt ra cho các diễn giả của cuộc tọa đàm Hành Trình Sáng Tạo Chữ Quốc Ngữ, Câu Chuyện Về Chữ Viết Của Tiếng Việt, diễn ra ngày 12 tháng 10 tại Thư viện Quốc gia Hà Nội trong khuôn khổ triển lãm kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Thay đổi chữ viết là thay đổi trí nhớ của một dân tộc. Wow, gào to mua lớn. Tiến sĩ Vũ Đức Liêm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong vai trò điều phối đã đặt câu hỏi này cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Dương, nhà nghiên cứu văn hóa Hán Nôm, Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly, tác giả cuốn sách Hành Trình Sáng Tạo Chữ Quốc Ngữ. Đại khái người ta đã nói là vấn đề là bây giờ cái vấn đề chữ quốc ngữ thì tự nhiên trong thời gian gần đây, không biết vì lý do chính trị, vì lý do gì đó, người ta đặt lại cái giá trị của chữ quốc ngữ. Và nhiều người nói rằng, như trong cái bài báo này nói, họ đặt ra cái vấn đề là tại vì có chữ quốc ngữ cho nên người Việt bị đứt gãy về văn hóa. Họ đưa ra cái lý do là tại vì giờ có chữ quốc ngữ không ai học tiếng Hán nữa, không ai học tiếng Nôm nữa, và như vậy thì là mình vào các cái đền chùa, những nơi cổ kính có những chữ Hán, chữ Nôm, con cháu không đọc được, không hiểu được, thưa quý vị. Và cái này không phải người ta nói với cái gì tốt để mà người ta khơi dậy cái gọi là cái vấn đề kiến thức, nâng cao cái kiến thức của người dân về văn hóa cổ của Việt Nam. Không phải người ta có cái ý tốt như vậy, thưa quý vị, mà hình như có một cái âm mưu đâu đó muốn giảm cái giá trị của vấn đề cái công lao của những vị truyền giáo đã sáng chế là cái chữ quốc ngữ đó. Nhìn thấy cái âm mưu đó. Nhưng mà
nói một cách rất là thô thiển là nói là tại vì như vậy là cái chữ quốc ngữ khiến cho người Việt bị đứt gãy về vấn đề văn hóa, thì chúng tôi hoàn toàn không đồng ý, là tại không có gì đâu mà đứt gãy. Nhất là với những cái phương tiện hiện nay, những cái phương tiện mà về vấn đề mà khoa học nó tiến bộ tới cái mức mà ngay cái chuyện mà dịch thuận những ngôn ngữ tiếng này sang tiếng kia nó rất là dễ dàng. Một cái iPhone thôi, quý vị không biết tiếng Hán, quý vị sang giữa Bắc Kinh, đi giữa thủ đô của Trung Quốc, quý vị muốn ăn món Việt Bắc Kinh hay muốn món gì đó, quý vị dùng một cái iPhone nó chụp một cái hình là nó biết ngay là quý vị hay quý vị đặt câu hỏi Việt Bắc Kinh ngay thủ đô của Trung Quốc, nó sẽ dẫn đường quý vị tới một cái nhà hàng nào có món Việt Bắc Kinh ngon nhất. Tôi nghĩ là bây giờ cái chuyện đó nó quá dễ dàng, mà sau giờ này người ta còn đặt thời của thế kỷ 21 rồi. Thưa với anh là Hoàng Tuấn nghĩ rằng là Hoàng Tuấn không nghĩ là âm mưu gì nó ghê gớm quá, nhưng mà ở Việt Nam đó nó có những có một cái vấn nạn như thế này. Có mấy bố rảnh quá, mấy bố phải làm việc để chứng tỏ là ta là giáo sư, ta là tiến sĩ, ta phải làm một cái gì đó. Anh nhớ là cái chuyện mà ở cái ông giáo sư Bùi Hiển hả? Dạ. Ông cá một cái hệ thống thay đổi chữ viết. Rồi sau này có một người nữa cũng trẻ hơn, cũng chủ xướng như thế, mà rồi nó cũng chả đi đến đâu cả, làm như thế để nó là rách việc, là mình không làm thì người ta không biết đến mình. Cũng như là ở bên Việt Nam đã có trường hợp xảy ra mà nhà báo Bùi Bảo Trúc, ông viết bài rất rất là nặng, là ông dùng cái chữ là cái thằng luôn, là có một tay là kỹ sư thôi mà dám đi sửa truyện Kiều. Đó là truyện Kiều đó, nó tối nghĩa, có những đoạn nó tối nghĩa, nó khó hiểu, và sửa cả ngàn câu của truyện Kiều mà dám làm cái công việc đó. Thì hỏi anh bây giờ là rõ ràng là rách việc. Bây giờ có những công việc chúng ta cần phải tập trung làm, ví dụ về vấn đề văn hóa, về vấn đề giáo dục, bây giờ vấn đề sách giáo khoa nè đó, bây giờ chúng ta phải người ta rất nhiều người đề nghị là cả nước cần một bộ sách giáo khoa thôi để cho các em nó học, rồi là chúng ta tập trung vô cái việc mà học được, làm sao mà học trò nó đừng học quá nhiều, nó vất vả. Rồi sinh viên nó ra trường thì cần đi làm, đó là những việc cần làm. Còn bây giờ thì mấy bố thì chả có việc gì làm. Thì với anh là các cái dùng như là rách việc, là bây giờ ngồi không, bây giờ làm gì? Thì nếu mà không có những cái công trình như thế này, ai biết ông đó là phó tiến sĩ hay là tiến sĩ, bà kia là giáo sư, làm cho nó làm để tôi biết là tôi đang làm việc, chỉ có vậy thôi, cũng chả được cái tư tưởng gì cả. Rồi đây nên nói chuyện về lịch sử. Đây thì chúng tôi chỉ thắc mắc là có bài báo đăng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị. Ông Tô Lâm đến Quảng Trị ha, ông dân hương để tri ân ha. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh giành độc lập cho dân tộc. Thì thưa quý vị, và ông đến cả đây ông ấy đến đặt vòng hoa dân hương tại khu di tích đặc biệt thành cổ thành Quảng Trị, khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Thì thưa quý vị, và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, chúng tôi cũng biết là khi đến khu lưu niệm của Tổng Bí thư Lê Duẩn có cái bảng mà chúng ta đánh chỉ là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Quốc, không biết cái bảng nó còn không anh hả? Em tôi nghĩ còn đi nha. Nếu cái bảng còn thì mình phải đăng lên chứ. Thì nhưng mà đôi khi người ta không đăng, anh làm gì được bảng thì còn, nhưng mà người ta không đăng. Bây xin đưa với anh là tất cả những cái điều mà các đồng chí Tổng Bí thư hồi nào tới giờ đó nói ra đều là khuôn vàng thước ngọc cả. Bởi vì ngay ông Tô Lâm mà ông đến mặt trận Tổ quốc là ông phát biểu chỉ đạo mà. Đến một hội nghị người ta phát biểu là chỉ đạo. Thì bây giờ cái lời của ông Lê Duẩn đó cũng là khuôn vàng thước ngọc. Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Thế thì bây giờ chúng tôi nhờ những nhà nghiên cứu về văn hóa, chính trị, lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà nước Cộng sản Việt Nam, hãy đem cái câu đó ra để cho học trò nó phân tích và để cho mọi người thấy là cái ý tưởng cao siêu,
của ông Tổng Bí thư Lê Duẩn là đến Mỹ là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô, là nó nằm ở cái chỗ nào? Nó có vị trí trong lịch sử của Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, phải không ạ? Tại vì ông Lê Duẩn nói mà, chứ đâu phải ai nói đâu. Mà cảm cái cuộc chiến như vậy, bao nhiêu mạng người đã chết, bao nhiêu mạng người đã phải hy sinh, họ nướng bao nhiêu, rồi bao nhiêu cũng liên hệ đấy, cũng vì liên lụy như vậy, bao nhiêu thanh niên ở miền Nam đã phải hy sinh trên chiến trường để bảo vệ tự do, chống lại cái sự xâm lược của miền Bắc, sống lại cái gọi là cái đánh Mỹ đó. Bây giờ phải giải quyết làm sao? Bao nhiêu mạng người đã đổ xuống, bao nhiêu người đã mất đi, bao nhiêu gia đình đã tan hoang, bao nhiêu, và cả một cái thế hệ thanh niên. Anh cứ thử tưởng tượng đi, bây giờ mình khoan nói miền Bắc, mình miền Nam thôi, trong cái 20 năm của Việt Nam Cộng Hòa đó, từ năm 1954 tới năm 1975, 21 năm đó, nếu không có chiến tranh thì những người thanh niên nó, cái sức trẻ, sức sống của cả một dân tộc đó đã sẽ làm được gì cho đất nước mình? Chiến tranh mà họ còn làm những cái thành quả như Hoàng Tuấn hay nhắc tới, về văn hóa, về kỹ nghệ, về vấn đề học vấn, về vấn đề giáo dục, vân vân. Chiến tranh đó mà còn làm được như vậy, nếu không chiến tranh thì với cái sức phát triển, cái sức trẻ, với cái nhiệt huyết của một cái tầng lớp thanh niên như vậy, như vậy các khoảng tuổi từ 20 tới 45 tuổi mà họ không bị dính vào cuộc chiến, họ phải đi lính, họ phải chiến đấu, họ được học tập và họ được phát triển đất nước, họ được góp công xây dựng đất nước, thì đất nước mình phát triển đến cỡ nào? Họ đứng nghĩ chuyện đó không? Thì bây giờ chúng tôi cũng đề nghị là thay vì mấy ông giáo sư, tiến sĩ rồi nghiên cứu về cái chuyện mà chữ quốc ngữ nó làm gãy, làm hư cái gì đó, chính nhớ dân tộc đó. Thì tôi bây giờ đề nghị về bên tuyên giáo trung ương, hoặc là những nghiên cứu về lịch sử đảng, thì đưa ra cái câu nói của ông Lê Duẩn: chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, và đưa ra những cái điều mà các ông thường tuyên bố thì đánh Mỹ xâm lược để mà giải phóng miền Nam đó, thì đem hai cái đó ra rồi so sánh đối chiếu để cho giới trẻ nó hiểu rõ hơn, hiểu rõ hơn là tại sao chúng ta đánh Mỹ, đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, mà rồi một bên thì bảo rằng là chúng ta giải phóng miền Nam để miền Nam khỏi sự kìm kẹp của đế quốc Mỹ. Thì quý vị, thế hệ trẻ rất muốn biết những điều đó, cho nên đề nghị quý vị giáo sư tiến sĩ làm việc đó. Rồi, chúng tôi xin phép mà không có đủ thời giờ, xin cảm ơn anh Nguyên Khôi, cảm ơn quý vị, và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần tới.